Ngày 19 tháng 4, Đại hội đại biểu cựu chiến binh huyện Bình Chánh đã được tổ chức trọng thể tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 152 đại biểu đại diện cho 2.496 hội viên của 22 hội cựu chiến binh các xã, các đơn vị 487 đã về dự. Đại hội đã được đón tiếp đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hàng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố, đồng chí Bí thư huyện ủy cùng đại diện các ban ngành đoàn thể trong huyện. Sau một ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình theo đúng quy định của điều lệ hội và hướng dẫn của trên, đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 23 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên là 9 đồng chí. Đồng chí Phùng Hữu Nghĩa được bầu làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm nổi bật của Hội cựu chiến binh Bình Chánh trong nhiệm kỳ 2012-2017 là tinh thần đoàn kết thống nhất cao, thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống hội viên, tích cực xóa nghèo tăng hộ khá, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội đã vận động hội viên hiến trên 13.000 m2 đất làm đường giao thông trị giá trên 13 tỷ đồng, trồng trên 6.000 cây xanh, góp tiền bê tông hóa nhiều tuyến đường, hẻm trong thôn xóm, làm cho hệ thống giao thông huyện ngày càng sạch sẽ, không còn cảnh mưa lầy, nắng bụi, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn buôn bán. Hội cũng đã tham gia làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp đỡ 106 chi đoàn ấp, khu phố hoạt động vững mạnh và khá, không có chi đoàn yếu kém, phối hợp với các đoàn thể bồi dưỡng giới thiệu 1.206 thanh niên vào đoàn và 161 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng tiếp tục bồi dưỡng kết nạp. Trong nhiệm kỳ đã phát triển kết nạp 364 hội viên, đạt 145,6% so với chỉ tiêu. Hàng năm có 98,24% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu chỉ đạo trong đại hội, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Phụng đánh giá cao những thành tích, kết quả hoạt động trong những năm qua của các cấp hội. Hội cựu chiến binh đã thực sự là chỗ dựa vững chắc của đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trong huyện. Cựu chiến binh cũng là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân và gương mẫu thực hiện mọi chủ trương chính sách của đảng, nhà nước trên địa bàn. Bí thư huyện mong rằng trong nhiệm kỳ năm 2017-2022, Hội cựu chiến binh tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội luôn trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng huyện Bình Chánh anh hùng, giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình. Thay mặt thường trực Ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố, đồng chí Trần Đình Hạng chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Sự phối hợp đoàn kết chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội cựu chiến binh huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí mong rằng Hội cựu chiến binh huyện dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của huyện ủy, sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục lãnh đạo tổ chức các hoạt động sôi nổi thiết thực góp phần vào thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong vận động và thực hiện mọi chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, là chỗ dựa vững chắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đại hội đại biểu cựu chiến binh huyện Bình Chánh lần thứ 7 là đại hội đại điểm của cụm thi đua các huyện ngoại thành. Đại hội đã được Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 chuẩn bị chú đáo cả về nội dung, hình thức, các bước tiến hành trong đại hội theo đúng trình tự, các bước trong kịch bản và trong hướng dẫn của trên. Đại hội nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ của huyện ủy, sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nên đại hội đã thành công. Tuy nhiên, trong tiến hành đại hội vẫn còn một vài điểm hạn chế, như báo cáo tuy đã được rút gọn nhưng vẫn còn dài. Trong tiến hành bầu cử, tổ bầu cử tiến hành khẩn trương, nhanh gọn, chính xác, đúng nguyên tắc, nhưng phần công bố kết quả chưa đúng với vai trò của mình. Phần phát biểu của đại biểu vẫn còn dài,